Tôi xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp làm hai món ăn. Nhưng mà bây giờ mình trước nhất thì mình làm một món nấu canh chua. Ở đây là bắp chuối các bạn, bắp chuối mình đã muối chua. Mình để dành đi nấu canh hoặc là mình xào mình ăn rất là ngon luôn nha. Cái này bắp chuối mình nó muối chua rồi, khi nào mình sẽ mua bắp chuối về mình sẽ chia sẻ cách muối bắp chuối nha các bạn. Ở đây là có 3 trái cà chua với 5 cái nấm đùi gà, hai miếng đậu hũ chiên với một trái cà chua băm, gia vị nêm canh chua với một miếng me nha, một giắt me nhỏ. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ bắt cái chảo lên, cái nồi lên. Mình bắt cái chảo lên, cái nồi lên, mình cho vào đây một muỗng canh dầu. Bây giờ dầu đã nóng mình cho chút hành vào, chút tỏi, cho cà băm vào, bây giờ mình cho nước me vào. Nếu nhà các bạn ăn chua nhiều chua ít thì mình cứ nêm nếm theo là khẩu vị gia đình mình nha. Cho vào đây một muỗng canh bột nêm. Một muỗng canh đường. Cho vào đây nửa muỗng cà phê muối. Tại vì bột nêm nó cũng mặn rồi nha các bạn. Ở nhà mình mà các bạn nào mà trồng chuối nhiều á, mình làm bắp chuối là mình muối chua để dành mình ăn rất là nhiều món nha, mình xào hoặc là mình kho, kho với đậu hũ cũng ngon, nó chua chua, nó thấm vị trong đậu hũ cũng rất ngon nha. Nấu canh, xào, cái gì cũng được hết. Rồi bây giờ món canh của mình đã chín xong rồi, bây giờ mình sẽ làm món thứ hai. Bây giờ mình bắt đầu mình làm món thứ hai nha, đậu đũa xào với nấm nha các bạn. Đây là nấm bầu ngư xám với nấm mèo, nấm đông cô. Có hai miếng đậu hũ. Ở đây là đậu đũa với nửa củ cà rốt. Bây giờ bắt đầu mình sẽ bắt chảo là mình chiên nha. Bây giờ trước khi mình xào mình làm nó sốt trước nha. Cho nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng canh tương ớt, một muỗng cà phê nước mắm. Xíu tiêu, một muỗng cà phê dầu hào,
Một muỗng cà phê dầu mè. Một muỗng cà phê bột năng. Cho vào đây chút xíu nước. Cho vào đây xí ớt bột. Bây giờ bắt cái chảo lên. Cho vào đây một muỗng canh vào ăn. Bây giờ dầu cũng đã nóng rồi. Mình rửa vào chút xíu bột còn lại nước nước sốt rải nữa rồi. Rồi bây giờ mình cho ra dĩa. Bây giờ mình xào xong mình trút ra dĩa rồi các bạn. Bây giờ kế tiếp mình bắt cái chảo lên. Chảo xào hồi nãy đó, bây giờ mình cho hai thứ này vô luôn. Mình cho vào đây chút xíu nước nha. Để cho nó ngấm gia vị, mình không có nó sẽ khét. Nước ít nó khét. Bây giờ cuối cùng mình cho ớt vào, cho hành vào luôn nha. Cho nó thơm. Này đầu đũa xào nấm đậu nha các bạn. Sao nó đậm đà, các bạn ăn khỏi cần chấm nha, cái này nó vừa ăn lắm. Cái dạng ngót ngót đó các bạn. Bây giờ mình cho ra dĩa nha. Bây giờ hai món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Cái này là canh chua bắp chuối muối chua nha các bạn, canh chua bắp chuối muối chua đó, rất là ngon. Còn này làm đậu que đậu đũa xào với nấm đậu nha. Các bạn có thể làm món này ngày rằm tháng 7 á. Các bạn có cúng rằm tháng 7 có thể mình làm được một dĩa như vậy ăn cũng được nha, đơn giản nhưng mà cũng là rất đầy đủ dinh dưỡng nha. Vừa nấm đông cô, nấm bồ ngư, tất cả các loại nấm đều có trong đây hết. Thì bây giờ mình xin chào tạm biệt nha. Mình hẹn lại clip sau. Mong các bạn làm món này ăn ngon miệng. Ăn thường ngày cũng được mà có thể đãi đám tiệc cũng được nha. Thôi mình xin chào, chúc cả nhà luôn bình an. Rồi mình nói cái gì mà có sơ sót là bị dắt dướng gì các bạn cũng thông cảm hỷ xả cho nha. Tại vì mình giờ nó bị hay lẫn lộn quá. Thôi mình xin chào cả nhà, chúc cả nhà luôn bình an dồi dào sức khỏe.